Không kể chuyện con dâu luôn đi. Con dâu hả? Con dâu con Dũng nó kêu tôi là con đỉ. Vậy cũng kể nữa. Vậy mà cũng leo lên kể đó quý vị. Thì nhắc tới bà Hằng thì Dũng mới nhớ đến Dũng có vài năm qua hội vô cái vụ mà Thiên Long Sơn đúng không? Ừ. Thiên Long Sơn thì cũng hơi thần bí ha. Ừ. Gặp rồng bay lên được phải không? Đúng rồi. À, giống như Thăng Long như vậy. Ừ. Đáng lẽ là Thăng Long Sơn mới đúng. Tại vì cái thành Thăng Long của Hà Nội đó, nếu mà ai mà biết lịch sử với lại truyền thuyết về cái thành Thăng Long rồi, tại vì cái ông vua Lý hả? Vua Trần cái vua Lý gì đó nằm mơ. À, thấy ở cái khu đó là có một con rồng bay lên như đó, vua xây thành đó và đặt tên là Thăng Long. Ừ. Thì bên kia cũng vậy, có cái thành Đại Nam. Ừ. Đó. Thì chắc ông chủ đó cái gì cũng nhỏ cho nên muốn là phải to. Đặt tên Đại Nam. À, bên đây có Thiên Long Sơn, có lẽ là Thăng Long Sơn mới đúng á. Đúng không, con rồng bay mà, rồng bay, cái núi rồng bay. Thì Dũng cũng mong rồng bay lên. Dũng cũng mong là có một lần tới cái Thiên Long Sơn đó. Mà ồn thế. Thì có cái gì thưa quý vị, những người mà xây chùa ở bên bên Mỹ này đi hay bên Việt Nam gì, cứ xây lên cái quỷ hát cái quỷ cái có tiền cái xây cái gara, cái xây một cái gì đó để đúc bức tượng, cái vài bữa cái xây cái chánh điện, cái vài bữa cái gây quỷ. Ừ. Cái xây cái bạc kinh, vài bữa gây quỷ cái xây cái cổng chùa. À. cứ như vậy đó, thì Dũng không có lạ là ở trên cái Thiên Long Sơn vậy, thì nó cũng không khác nhưng gì. Mà anh không có gây quỷ, giống như là anh bữa, tự tìm đến tự nhiên là bữa đó anh có tiền thì anh bỏ vô đó anh xây thôi. Cái làm cho Dũng nhớ cái câu chuyện, nhưng mà mình thấy cái đó cái núi nó bự quá mà anh cứ làm vậy không biết tới bây giờ nó xong. Bởi vì mua cái núi chưa cho bự thì bở y chang cái Đại Nam 400 mấy chục mẫu thôi quý vị. Cái làm cho đáng lẽ cái chuyện này không có trong chương trình, nhưng mà tại vì ông kể cái thành ra là cái tôi cũng phải kể. Rồi, muốn nghe không? Rồi, nghe không? Kể hôm nay tặng mạng hôm nay bà tám nha quý vị. Thì về ở bên kia cái ông GLV ổng cũng được thế chấp rồi kia, cái được ngân hàng cho mượn một số tiền lớn xây, thì chỉ xây được cái cổng với lại cái chùa gì đó ở trong Đại Nam đó, cái hết tiền. Cái ông mới đăng báo, là ổng sẽ cho thuê những cái mặt bằng ở trong đó để bán thời trang, nhà hàng, quần áo, đồ lưu niệm, rồi vàng bạc đá quý gì đó. Thì như này thưa quý vị, thường á, là mình tới cái chỗ nào đó mà mình chơi á, thì mình cũng không cần quan tâm đến cái chuyện người ta xây cất rồi người ta gì vốn liếng gì kệ mẹ người ta, mình đâu cần biết tới vậy đúng không? Ví dụ như mình tới Disneyland thì mình chỉ biết là mình yêu thương như những cái con vật mà coi như là huyền thoại đó, chụp Mickey, Mini, rồi con chó gì Pluto hả, con vịt Donald, được vân vân, rồi những cái câu chuyện thần tiên gì cái mình tới, chứ mình đâu cần quan tâm gì tới cái chuyện nó xây bao nhiêu, nó xây bao lâu, cái này nọ kia, đúng không quý vị? Thì ở Đại Nam cũng vậy, mình tới mình chơi. Dũng giờ năm 2012 Dũng về Dũng chơi, Dũng cũng ghé đó dẫn con cháu gì đi ghé đó chơi, thì Dũng thấy là nó còn rất là Việt Nam thôi quý vị. Mặc dù là cũng muốn bắt chước những cái khu vui chơi ở trên thế giới, nhưng mà có điều là nó rất là Việt Nam, nó thu thiển và nó mắc cười lắm. Và mình cũng chẳng quan tâm gì tới vụ vợ chồng ta, ai quen ai, thì trong đó bà Hằng là ai, em Dũng là ai, rồi cọp vồ, rồi sống đánh dìm chết người, voi đạp người, mình đã quan tâm đến chuyện đó chi đúng không? Nhưng mà do cái việc vừa rồi nó lùm xùm quá, bà Hằng mới là bởi chửi với người ta quá, rồi cái tự nhiên cái Đại Nam được bao nhiêu người chú ý, thì người ta cũng bao nhiêu người, những cái nhân chứng sống, rồi những cái câu chuyện không biết bao nhiêu phần trăm sự thật, nó cứ đùng đùng cái được kể ra. Thì mình cũng phải quan tâm chứ, tại vì nổi quá mà, bà Hằng lúc nào cũng Đại Nam tôi, rồi tôi bà chủ Đại Nam, CEO Đại Nam, vân vân, thì mình phải quan tâm. Dù không quan tâm mình cũng lên, mình cũng nghe kể rã mỗi ngày. Thì hôm bữa đó
là cái ngày đó là ngay cái đêm mà Nam Quang vừa đi giải quyết hậu quả trên San Jose về, thì Nam Quang có tới cái buổi mà vận động để recall Newsom, đúng không? Thì lúc đó đó thì Dũng được một người bạn cũng cùng ở trong cái team của Trump, thưa quý vị, mời đi tới mời băng qua chỗ mà Quang Trung nó đi ăn phở. Thì hồi có một bà chị đi vô, chị Dũng quên hỏi chị là kể cái câu chuyện này có được nêu tên hay không, cho nên thôi Dũng không nêu tên. Nhưng mà giờ không nêu tên mà Dũng có thể nêu cái nghề nghiệp chút xíu. Chị cũng là phóng viên và cũng học chung một thời với lại anh Trần Nhật Vi, rồi cô Dạ Ly, rồi nhiều những người phóng viên khác ở bên Việt Nam, thực hiện Duyên dáng Việt Nam, rồi thưa quý vị, bộ của báo Thanh Niên, báo Tuổi Trẻ vân vân. Do đó cái độ xác tính của cái câu chuyện của người phóng viên này thì khá là cao, thưa quý vị. Thì sáng đây thì Dũng chia sẻ luôn là cũng giống như trường hợp của cái Thiên Long Sơn mất signal đó không? Ở trường hợp của Thiên Long Sơn, thưa quý vị, thì kỳ đó là ông Dũng Lò Vôi, ông mới chết cha lỡ kêu tên Dũng Lò Vôi rồi. Chị xí bỏ lặp lại. Ông giờ là vờ. Này tôi nằm mơ nha quý vị, tôi nằm mơ. Khổ dễ sợ luôn vậy. Có làm sao? Bà kêu bà hôm nay có gì mày thưa tao đi. Thì giờ tôi kêu Dũng là voi đó. Mày thưa tao đi. Đúng không? Bà được nói gì mình được quyền nói đó chứ. Đúng không quý vị? Mày thưa tao đi. Đó, rồi xong cái mới xảy ra à, thì cái người phóng viên đó, cái chị đó chị mới xác tính là cái câu chuyện mà ân oán còn lâu của bệnh viện. Diễn tả, mô tả, kể một cái câu chuyện là cái bà Thanh Tuyền này, bà đi với một người chị cùng với một người anh tới gặp ông Dũng. Cái đó có chính xác, mình nói là chính xác năm đó là năm 2008 luôn. Thì cái bà này bà mới tới đó, bà cầm ở trong tay một số tiền rất là lớn. Đó là 18 triệu gì đó. Cái 18 triệu thì có, nhưng mà cái câu chuyện Canada thì không. À, tới nỗi đó 18 triệu luôn hả? Thì cái... mà má của bà cuộn nè, má của bà 5L nè, má bà 5L đã hiền lành vậy đó, mà con nói thằng Dũng này nó ngu ha, nó tin được cái chuyện Canada ha. Nó kêu con này đưa cái passport ra là xong, chứ gì biết nó có đi Canada hay không. Má bà mà còn nói vậy đó nha. Nói cái thằng Dũng này ngu, kêu nó đưa cái passport ra là biết liền là nó có đi Canada hay không. Thấy chưa? Vậy đó, bà già mà hiền lành vậy đó, má bà mà còn biết vậy. Vậy mà bao nhiêu người bị bà dẫn dắt vô cái câu chuyện Canada, thưa quý vị. À, thì cái giả thuyết đưa ra này nè, không biết đúng bao nhiêu phần trăm, bởi vì Dũng, cái tính Dũng thường thường á, mà ai mà có mặt có mũi hay là xuất hiện có tên có tuổi gì đó, nói cái câu chuyện gì đó thì mình mới chia sẻ được. Còn những cái câu chuyện mà chưa kiểm chứng thì Dũng không dám chia sẻ. Nhưng Dũng nói để quý vị coi cái giả thuyết này đúng hay không. Có nghĩa là cái khoảng thời gian mà cái cô này quen với lại ông Đỗ Đạt Giang, có nghĩa là có cái mối quan hệ với lại ông Nam Cam. Thì Nam Cam tiền nó rất là nhiều, và Nam Cam cũng giống như Tăng Minh Phụng, những cái người mà của Việt Nam á, rất là khôn lõi quý vị. Rất là giỏi trong cái vấn đề mà tẩu tán tài sản. Cho nên bà Hằng bà nói bây giờ đó y chang như những cái kinh nghiệm của bà ngày xưa, của Nam Cam, của Tăng Minh Phụng là sao, thưa quý vị? Thằng Võ Hoàng Yên á, tiền nó dữ lắm, nó tẩu tán, nó chuyển tiền qua nước ngoài, nó biết coi, nó nhờ người để đứng tên cái chùa, nó nhờ người kia đứng tên miếng đất, nó nhờ. Thì đó chính là cái kinh nghiệm của bà. Bởi vì khi mà Nam Cam bị bắt á, người ta nói là cái 18 triệu đó là của Nam Cam nhờ bà đứng giùm. Tức là Nam Cam và Tăng Minh Phụng cũng vậy. Đứa này bởi vì người ở của Tăng Minh Phụng giờ giàu lắm, tại vì người ở trong nhà đó riết cái này mày đứng giùm cho bác, cho ông cái nhà này, đứng giùm miếng đất kia, rồi cho nên chừng cái bị lôi đầu vô trong tù thì sao, thưa quý vị? Một số người làm người ta trả, số người làm người ta không có trả, thì đó là thành tài sản của người ta.
À, thì cái bà nội mà Canada này cũng vậy, nắm trong tay một số tiền rất là lớn nhưng không có hợp thức hóa được bằng cách là bịa ra cái câu chuyện là đi Canada rồi lấy chồng, ông chồng tàu chết rồi, xong rồi cái đẻ đứa con, cái em chồng nó nhào vô cái nó muốn giật lộn, cái nó nhảy lên giường, cái nó đè ra, nó trên 50 thì nó đại khái gì đó, xong rồi cái la lên, cái mặc dù không biết tiếng Anh nhưng mà cứ cũng kêu cảnh sát tới, cái nói tiếng Việt. Cái nói chuyện lại lấy chồng tàu, cái cảnh sát nó kêu là bây giờ ta cho thằng tàu tới để cho mày nói tiếng tàu được không, nó cũng không luôn, lấy chồng tàu không biết nói tiếng tàu, đi qua Canada không biết nói tiếng Anh, cho nên cảnh sát tới nó nghe tiếng Việt bù lơ bà la rồi mày tao gì đó, xong cái nó giải tán, nó cho về ôm theo 18 triệu. Thì cái 18 triệu đó nhiều người bây giờ nó là cái đó là tiền của năm cam rải ra, thứ gì nè, cầm mớ nha, cầm một mớ, cầm mớ, cầm đất đai thì mớ thì cái đang chừng năm cam bị đưa lên đoạn đầu đài thì có ai trả lại không quý vị? Là không, mà không thì phải hợp thức hóa cái tiền đó từ đâu ra. Thì xảy ra cái chuyện mà Canada, nhưng mà dù cái vụ Canada Dũng nói trước là tùy quý vị theo cái cảm nhận, theo cái kinh nghiệm sống ở tại Việt Nam, theo những gì đã xảy ra tại Việt Nam thì quý vị tự phán quyết, bởi vì tất cả bà cũng chưa chính thức, mặc dù là bà chính thức bà nói bà là đi Canada, nhưng cái chuyện mà dạo sau này bà không đề cập đến Canada và cũng bà không yes không no à, thì đó, thì tùy quý vị, thì cái giả thuyết đó để nó hợp thức hóa cái 18 triệu đó đó, để khi tới ông Dũng đó là em đi về, em là hàng Canada, đó là vậy. Xong rồi đem 18 triệu đó, hầu hết nguyên một cái khu mà để làm nhà hàng, thời trang, bán vàng, bán lưu niệm gì gì đó. Đó, thì bà sẽ mua mão, coi như là bà sẽ là cái người đứng ra để deal với lại phân lô đó quý vị, phân lô mấy cái kiosk nhỏ đó. Cái đây là nhà hàng thì đây, bán đồ lưu niệm thì đây. Bán đồ vàng bạc đó quý thì đây, bán hột xoàn giả thì đây, còn chỗ khu này thì gì đây, gì vậy đó. Thì ai muốn vô muốn mua là cái phân lô đó thì phải thông qua bả, deal với bả. Thí dụ như là bả lấy của ông Dũng là nguyên khu đó, để bả phân ra thì bả bán lại ký hợp đồng 5-10 năm gì đó, thì là bả ký với người ta là 500 triệu ví dụ vậy, nhưng mà bả đưa lại ông Dũng là 250 triệu, ví dụ vậy. Nhưng mà bà đã được một số tiền lớn cho ông Dũng để ông xây cất tiếp rồi. Do đó mới có một cái tin nhắn bà đọc vô, bà nói, bà gửi cho một cái anh bên này là nó anh biết rồi đó, cứu giật giật trả ơn, cứu nhân nhân trả quán, bây giờ người ta được việc rồi đó, người ta chỉ lo thủ thôi, người ta thôi rồi. Anh tờ hờ hả? Hay anh quà vờ? Anh giờ tờ hờ. Anh không nghe nói xong còn một đoạn sau nữa, nhưng mà cái đoạn sau cũng gây cấn lắm nha, cái đoạn sau rất là phản động đưa quý vị. Còn cái nói xong cái bấm cái tạch cái gửi đi thì bây giờ đó thì tức là trong cái khoảng thời gian đó bà nội này chính là cái người đưa ra cái số tiền đó để cứu ông Dũng. Nói là cứu hai bên đều có lợi. Đó, xong cái câu chuyện này mới là hay nè, cái câu chuyện này mới hấp dẫn thưa quý vị. Sao chuyện gì cũng hấp dẫn ấy. Sao tôi được nhiều chuyện hấp dẫn lắm. Hai ba đó, chuyện là vậy à. Đó, xong cái sao ngồi gần vô xíu được không? Được. Xong cái chị nhà báo này có một người bạn tên là Dung. Chị nhà báo này tên gì? Giấu tên, tôi mới nói giấu có tên đó. Tên mong nói thế kiểu kia cũng được, quờ vờ hay là tờ hờ hay gì cũng được. Giờ lờ. Sớ gì cũng là. Xong cái có một người bạn bán vàng ở Châm Thương Xóa Tax. Cái mới đọc cái quảng cáo là Đại Nam có chia ra phân lô, phân lô như để mở mừng những cái cửa hàng. Thì bà có cái nghề bán vàng rồi. Thì tôi mới hỏi, ủa lên đó tự nhiên ai lên đó sắm vàng? Không, muốn mua vàng ta vô chợ, vô trong mấy cửa hàng vàng lên đó sắm vàng. Thiệt ra là vô đó bán vàng, bà vàng 19, vàng thời trang, vàng lưu niệm đó.
cái đó nó mới có lời đó quý vị. Còn bán mà mua lượng, mua cây, mua cây vàng hay cây vàng nó không có lời bằng cái bán vàng thời trang. Thì bà vô đó để bà bán vàng thời trang và quần áo trang và đồ mỹ phẩm, đồ lưu niệm đó. À, thì hai người vô đó, một người là phóng viên, một người là chủ cái tiệm vàng ở trong Thương Xá Tax, thì mới vô trong đó. Thì cái chị này chỉ phải có một người hùng với chị, bởi vì phải có một người hùng thì cái người mà hùng để mở một cái cửa hàng vậy thì mới có mặt ở trên Đại Nam để mà quản lý rừng cái cửa hàng đó, đúng không? Đờ nờ đó phải không? Đờ nờ đó, đi tới đờ nờ đó. Đó thì hai người lên trên đó, thì cái người mà tiếp á không phải là ông Dũng, ông giờ là vờ, mà là bà 5L. Ok. Đó, bí danh là 5L nha quý vị. Bà 5L bước ra tiếp, thì 5L là bạn thân của cái chị ở trong Thương Xá Tax. Do đó mà hai người nói chuyện với nhau, thì cái chị phóng viên mà đi theo đó, chị kể tôi, nó chờ chị đi theo thôi, nhưng mà là nó nói chuyện với lại cái chị Dung kia là chủ yếu. Đó. Nó kêu ông Dũng là thằng cha mà, thằng cha, thằng chả. Nó kêu là thằng cha này phèn quá, thằng cha này quê quá, mà nó chờ Dũng quê thiệt. Thằng cha này phải vô tay tao. Tao tuốt là một cái nha, là không có còn nhà quê như vậy nữa. Cái tự nhiên người nhà quê mà có nguyên một cái mấy trăm hectare đất để xây này nè. Chứ đất này phải là của tao, cái khu này phải là của tao, là tao đầu tư cho mày coi. Đó, nó là vậy. Thì dẫn vô trong một cái phòng tiếp khách đó quý vị. Nó gọi đi gọi là gì, conference room hả? Trong đó có cái giường không? Nó gần giống như vậy. Thấy chưa, tôi biết ngay mà. Không, nhưng mà lúc đó không phải là giường để giật lộn. Mà là cái chị đó cho nó là em ơi, nó bự và nó từng cái bàn bureau, cái bàn đó, cái desk để cho người ta nhân viên làm việc gì đó. Nó rộng, nó lớn. Nó chị nói trời ơi, nó giống như là cái phòng tiếp khách, cái phòng của báo Tuổi Trẻ gì đó. Vậy đó, mà tự nhiên cái trong cái góc cái ván đó, dựng lên cái làm một cái ô nhỏ nhỏ, là một cái box, một office nhỏ nhỏ vậy đó. À, cái cubicle nhé. Bên này mình gọi là cubicle, cái office nhỏ nhỏ. Okay, nó ngăn ra sát dưới cuối cái cuối cái phòng á, cái xây cái lấy dán ép dựng lên vậy đó. Cái nhân ủa sao kỳ vậy, sao làm tự nhiên cái làm mất đi cái mỹ quan của nguyên một cái phòng vậy. Cái chịu hỏi chứ ủa sao ngồi ngoài này mà vô trong cái chỗ đó. Cái bạn này không, cái chỗ này là em phải đòi thằng Trả phải xây cho em. Phải xây mà là ngăn cái vách ra cho em để em làm việc ở trong này. Cái dẫn khách đi vô trong đó. Cũng dẫn khách vô nó ngồi để bàn thảo vụ mà mướn cái chỗ đó là vậy. Cái mà chứ em phải tôi phải ở đây để tôi canh cha này chứ, canh cha này nha quý vị. Coi như là mua đó, tức là manh nha, ngay từ trong đầu là đã chiếm cái Đại Nam rồi. Nhưng mà cha này còn con vợ, nói là còn con mẹ đó. Cha này vậy mà có con vợ, trời ơi, con mẹ đó như là má chả vậy đó. Nó là rất là hỗn đó quý vị, hỗn láo mà. Coi như là cái mình nói là cái chị đó cho nói là nếu mà nói là hàng tôm hàng cá thì tội nghiệp chứ mấy cô mấy bác hàng tôm hàng cá. Mà là cái này là của cái dạng mà gái cà phê, gái làm gái mà mồi chài, tất nhiên như là gái giang hồ rồi mới có những cái từ ngữ này. Nói là nó không có sang cả, nó không có ra một cái người mà sẽ là đứng ra đi ký hợp đồng gì hết. Thì mà nói là ngày xưa nó làm sao bây giờ nó y chang như vậy. Thì nó muốn được ngưỡng mộ, nhưng mà cái gái làng chơi cái gì cà phê nó làm sao mà được ta ngưỡng mộ. Cho nên sau này nó muốn ngôi lên từng bước đó, để nó được lập diễn thuyết, nó được làm giáo sư, có, nó được này nọ đó. Giờ cũng có nhiều người ngưỡng mộ đó nha. Nhiều người có ngưỡng mộ nhạc lắm. Sĩ, có đạo diễn là ngưỡng mộ rồi, có biết bao nhiêu người sáng tác nhạc để mà ngưỡng vinh mộ danh, đó, vinh danh hoa mà toàn là những người có học thức không đó. Đó, cho nên ha. Rồi bây giờ tiếp câu chuyện nãy nha. Ừ. Thiệt là thú vị phải không quý vị? Yes. Ủa có ai thả tim cho ta này vậy không? Nãy giờ số 1 quá trời nè. Yeah. Xong. Ủa tôi kể tới đâu? À,
cái xong cái bởi vì cái bà này với lại cái bà mà bán vàng ở Thương Xác Tác là bạn, vậy đó bảo bù lu bà la, bà nói à, cái thằng cha này hả, từ đầu tôi có thằng cha với lại con mẹ không nhớ cái gì lúa quê mùa, thằng cha này phải vô tay tao, tao tuốt nó lại, tao tuốt nó lại là nó không có còn quê mùa gì nữa. Quê mùa gì mà là chủ của nguyên một cái đại nam vậy hả, chỗ này phải là của tao. Thì cái người bạn mà cái chị mà phóng viên mà kể giống nghe, bà nói chết cha cái con này không ổn rồi. À xong rồi bà nói chứ sao tự nhiên cái quấn màng quấn dán ép được nguyên cái phòng, làm hư nguyên một cái hội trường của người ta. Tao bắt thằng chả phải dựng lên cho tao, tao phải ở đây để mà tao canh thằng chả. Nó ủa chồng ta mất mới về canh chứ gì, đúng không, chồng ta tự nhiên cái tới đó làm một cái ô vậy đó để ở lại ngủ lại để canh, ủa là gì. Xong rồi cái lúc đó là ông vẫn là chồng của chị Tuyết đó, giờ là năm 2000 chưa có ly dị. Thì một hồi nữa xong cái bà mới gọi ông Dũng, ông Dũng tới. À, xong rồi cái cho cái thằng con ông Dũng lấy cái xe giống như là cái xe wagon đó, cái xe mà cái xe không, cái xe scooter đó, cái xe mà chở giống như là chở trong khu du lịch đó, có cái xe cái băng ghế ngồi cái chở đi tham quan sơ đồ đó, gọi là sơ đồ. Đó nói trời ơi cái thằng đó nó đẹp nó đẹp, nó cao và nó mới đi du học từ Mỹ về. Cái gì nên cho trời, nó đẹp lắm em ơi, nó cao, nó lịch sự, nó cô dạ chào cô, dạ thưa, đúng là một người có giáo dục. Mà giáo dục mà ở bên Mỹ người ta, xong rồi cái bà còn nói với bà Nam Lợi này đó, cha mẹ cứu sinh con tiên. Có nghĩa là bà nói cái thằng cha này chọn con vợ, cha nó già nó nhìn giống má thằng cha gì đó, okay, cha mẹ cứu sinh con tiên đấy chứ. Cái nó chở hai bà này đi vòng mà nó ngoan, mà bà nói là trời em ơi, nó đẹp, nó cao, nó lịch sự, nó ngoan và nó nhã nhặn và nó như là Alain Delon. Đẹp như vậy đó quý vị. Xong cái thả về cái đến cái màn ăn, cái thí dụ như là ông là bà Tiền ha, ông là bà Tiền ha, còn tôi là cái bà Thương Xác Tác ha. Ăn cái thay vì ngồi thì ngồi đối diện đi, không nó ngồi một bên, bà Tiền ngồi một bên, bà Thương Xác Tác ngồi một bên, ông Dũng ngồi chính giữa hai bà vậy đó. Còn cái chị phóng viên kia ngồi đối diện. Cho bà nên, Tuyết đâu được một lát mới vô. Cái ông nói chứ thôi để kêu bà Tuyết tới. Kêu bà Tuyết tới. Bà Tuyết cũng là một người phụ nữ thích đeo hột xoàn, trên tay quá trời hột xoàn cái gì. Hột xoàn cục chứ nè. Mà mặc bộ đồ bà ba, mặc áo bà ba với quần đen, tóc búi. Mặt phự ra nhìn mà đúng là có lớn tuổi hơn Dũng. Đúng là lớn tuổi hơn Dũng. Thì bà vô bà nhìn thấy ủa sao hai cái phép lịch sự của người ta, bà chủ tới, vợ của ông chủ tới, thì mình phải đứng lên mình nhường chỗ để cho cái bà Tuyết đó bà ngồi. Cái con Năm Lời này nó nói là không ai được đi đâu hết nha, vẫn ngồi y chỗ đó nha, không có đi. Tại vì biết là hãy mà bên này đứng lên thì là bà kia phải tới ngồi gần chồng bà chứ. Đúng rồi. Nó nhất định nó nói không, phải ngồi yên cho đó. Cái bà kia vô cái đứng ngay cái cửa, cái cũng chào mấy cô gì đó, rồi cái đứng cái dòm thấy mình không có chỗ nào để ngồi hết. Dòm lẽ sao chồng mình thì hai cái con bánh bèo ngồi kế, còn lẽ mình ngồi chỗ khác. Cái bà thấy gì cái bà cũng chào cô được xã giao, xong rồi cái bà đi ra. Bà rất là tội nghiệp quý vị. Thì lúc đó cái chị phóng viên này chỉ thấy không ổn rồi, cái gia đình này sẽ tan nát. Cái con này là nó quá rõ ràng rồi. Nó xây phòng ở trong cái nguyên một cái phòng, nguyên một cái gì conference conference room ha. Nó làm cho nó riêng một cái phòng ở đó để nó canh chồng người ta, xong rồi nó nói chồng người ta, nó sẽ nói là nó sẽ tuốt chồng người ta lại cho nó ngon lành. Rồi còn nguyên một cái chỗ này là phải là một cái người mà thời trang như nó vậy đó, mà chị nói chị nhìn nó em ơi, chị nhìn nó chị không thấy nó một cái chút xíu nào là Canada hết trơn á. Nó người đi đằng người, của đi đằng của, mà nó make up. Cái chị này chị nói chứ mắc cười lắm, chị nói bây giờ đó là nó còn đỡ hơn, nhưng mà vẫn lòi cái ruộng lúa với lại cái xuất xứ cà phê của nó chứ còn hồi xưa hả. Bà nói chị em biết ha, cũng là trang điểm, nhưng mà giáo viên mình nhìn mình biết đó là giáo viên. Nghệ sĩ người ta trang điểm nhìn là biết nghệ sĩ.
rồi cái người chính trị gia ra trang điểm sao, tức là nhìn là nhìn mình có thể đoán được cái người đó, cái ngành nghề đó. Còn cái con này nó trang điểm với lại nó make up lòe loẹt, nó làm tùm lum tà lá chứ á, không có một cái gì là của người Canada hết trơn đâu quý vị. Nó rất là dị hợm mà nó kỳ cục lắm, mà nó lanh, mà nó nói bậy nó bạ, mà nó quệt tẹt nó luôn cái ý đồ lấy cướp chồng người ta đó. Xong cái bà này bà thấy là cái chị mà phóng viên thì nó không ổn rồi, chị về cái chị nói chị trời ơi, nếu mà mình không nói thì là không được, mà sao mình thấy tội quá, phải chi nãy mình xin số của thằng con để mình nói con ơi, con ráng giữ gia đình con, không lẽ vậy. Chị nói vậy đó, chị nói trời ơi, chị không có cách nào để mà chị xen, mà xong cái tôi nói ủa chị vô duyên vậy, chị tới chị xen vô mới là vô duyên á, người ta lớn rồi, cái đó chuyện người ta, chị tới chị chi viện mướn cái chỗ đó thôi. Chị nói mà sao chị cái giác quan của chị nói cái này không có ổn. Cái chị về cái chị cũng từ chối luôn, chị từ chối với người bạn của chị, nói không tôi không có hùng hạp với bà được. Cái bà kia cái bà Dung kia nói ủa mình tới mình mướn chỗ đó thôi, còn chuyện tình cảm, chuyện nó giật cái nó gì là chuyện của nó, mình mướn. Bà nói không, tôi không có làm việc với cái người mà không có đàng hoàng được, là chỉ không làm, chỉ không hùng, mà chỉ không hùng thì coi như là đâu có mướn được cái chỗ đó. Rồi xong cái chị nói đúng y chang 2010 là cái chuyện gì thấy báo đang lùm xùm gì chia của ly dị gì đó, rồi cho nên rồi y chang những cái điều bà suy nghĩ là cái con này là nó vậy, cho nên bây giờ chứ không có lạ lùng gì hết. Chị nói là chỉ là cái người nhân chứng sống, chỉ thấy cái việc đó, chỉ lên chỉ chứng kiến nó, và chỉ tính ký hợp đồng để chỉ mướn một cái kiosk trong đó, và chỉ xác tính luôn là cái anh nhà báo Minh Diễn đó. Cái câu chuyện của anh hoàn toàn chính xác. Hoàn toàn đúng sự thật ha. Đúng sự thật. Và cái người mà đi với lại cái bà Năm L này là bà Trâm Anh, chị ruột, đúng là chị ruột của bà Năm L. Và cái ông Thịnh là cái giá phải trả. Chị hai đó. Ông Thịnh là cái giá phải trả, là đóng vai anh để cho con này nó dễ dàng thuận lợi trong các cái mối mang làm ăn này nọ kia đó. Rồi hai em chuyện vui không? Chuyện hay. Vui không? Chuyện hai em hai em quý vị từ từ người ta gọi là nó unfold đó. Như là từ từ cái câu chuyện nó càng hé mở ra không, nó make sense ra. Hai rồi thì cái yếu tố mà Canada rồi đó là nó dễ ẹt rồi quý vị. Má của bà còn nói mà Trần Dũng này nó ngu, sao nó tin được cái vụ đi Canada, kêu nó đưa passport ra biết liền. Bà không nói hộ chiếu, kêu đưa cái hộ chiếu ra biết liền. Tại vì ở lấy chồng Canada là phải có thường trú nhân, rồi trong passport là phải xài passport Việt Nam, nhưng mà nó cũng có là đi Canada đi bao lâu về bao lâu gì đó, đúng không? Rồi ý kiến sao vậy? Câu chuyện này giờ tôi không biết nha, tôi không có ý kiến, tại tôi thấy hồi nãy tôi nói là nó hay đó, mà nó từ từ nó mở ra hết những cái bí ẩn, những cái chi tiết mà hồi trước giờ mình không biết. Mà có một người nói nè, cái này là Thanh Tùng Quách nói là lúc trước em nghe bà Hằng em bị bùa, bây giờ em tỉnh ra rồi, lúc trước em có bình luận không tốt về hai anh nên hôm nay em xin lỗi hai anh nha, mong hai anh bỏ qua cho em, thành thật biết ơn, chúc hai anh nhiều sức khỏe và bình an. Trời ơi, biết ơn cái gì, chỗ cần gì, chỗ hiểu nhau mừng rồi. Bởi vì những cái người mà vô đây comment mà chửi Dũng nó đang ngoan thôi, đừng có block ta, tại vì phải để người ta nghe, nghe gió tỉnh ra đó phải không, nghe biết cái sự thật là sao sao đó vậy đó. Còn cái vụ bùa ngải quý vị, bùa ngải bà này bà giận gia đình bà, tại vì bà bắt má bà với lại mấy anh chị em bả phải gọi cái ông giờ là vợ, đó là Dưỡng Út, mà cả nhà đều không chịu. Má bà nói ủa gì rồi ta ăn nói sao với bà xui gia của tao. Lúc đó ông Thịnh á chưa ly dị, mà bà má bà rất thương ông Thịnh. Ông Thịnh bị bà này ăn hiếp là về khóc với bà già đó. Mà trong các cái số người đó thì ông Thịnh sáng sủa nhất, đẹp trai, người có vẻ trí thức. Xong còn vô bùa. Quý vị nghe cái bà Năm Lời này, bà kể là bà bị bà vợ lớn cho cái xe cán bà, đúng không?
Cán sao? Thấy chưa? Thì cho cái xe cán bể gì đó thì tôi đang nghe mà. Tôi thấy ông gõ lia lịa. Thì nhưng mà tôi vẫn nghe đúng không? Tôi biết ông đang nói là cái xe cán bể là cho xe cán bể. Ông đừng có phí tôi. Giỡn mà tôi gõ mà tôi vẫn nghe. Lơ mơ đấy chứ. Đó, tôi nghe sao? Là cái xe cho xe cán rồi đúng không? Cho xe cán bể rồi bây giờ sao? Tôi phải điều chỉnh không mới được. Ông có lo ông cấm đầu không? Ông gõ gõ rồi ông không có. Đã biết cái câu chuyện tôi nói. À, bà nói là quý vị biết không, tôi đã đi bên đời anh Dũng, tôi ở cái Bình Dương bao nhiêu tiếng thị phi rồi người ta còn so cho cái xe hàng cán tôi. Thì cái câu chuyện thật là gì? Bà Tuyết không bao giờ làm cái câu chuyện đó. Bà Năm L này bà mưu mô lắm, bà mướn một cái thằng đó tự nhiên cái tới cái thú nhận con Dũng ngồi đó, bà thú nhận là bà Tuyết cho mướn nó cán bà Hằng, nhưng mà bà nhưng mà nó thấy là chuyện nó thất đức quá cho nên nó tới cái nó thú tội. Dễ sợ ha. Nha, nó tới nó thú tội, có cán gì đâu. Là người đó của bà mướn. Yes. Xong rồi sao quý vị biết không? Ông Dũng tin thưởng nóng đó 10.000. Mười ngàn đô thưởng nó. Mày đã không cán con Năm L. Ok, thưởng đóng xong rồi về đập tan nha tác cái nhà luôn. Rồi gọi điện thoại nói là anh đã trị được cái bọn chó đó. Là những cái điều mà ông Minh Diện ông kể đó. Là ông về ông đánh vợ đánh con ông á. Là từ cái vụ mà nói là cho người cán cái thằng nó tới tự thú. Tự thú cái thưởng cho 10.000 xong rồi về là quậy. Đánh cái bà kia, đánh vợ đánh con ông tan nát luôn. Bà này bà tìm đủ mọi cách để mà bà leo lên trên cái ngai vàng là bà chủ Đại Nam mà. Xong trời chắc vài bữa chắc bà mướn người và lụa phui cái bà cũng tao không biết mặt tôi, cái bà gửi hình qua quá giống như là gửi hình chị hai. Đẹp ha bà chị hai, đẹp ha. À, bà chị hai đẹp quá trời. Cứ vụ bà chị hai này mới vui. Vài bữa nữa tôi tới tôi nói chuyện với ông thôi. Tôi nói là bà Hằng bà mướn tôi cán ông. Không, ông sẽ thưởng nóng cho tôi đúng không? Thưởng 10.000 liền. Xong đập một lần, đập vợ con lần. Xong lần thứ hai bà thang bà đau bụng vậy đó cái bà. Tôi nghe có một cái show bà kể là cái hình nộm của bà đó. Quý vị biết không, bây giờ cuộc đời của tôi đều như bao nhiêu tiếng thị phi. Tôi là đi vô trong cái một cái nghĩa địa trong Bình Dương á. Cái sao thấy ở trong cái ngôi mộ đó có hình của tôi, có một cái con búp bê mập ú là cái mặt của tôi, rồi có mấy cái đinh xuyên qua người tôi. Ông tin chị đó không? Bà nói là bà không tin bùa ngải đó. Xong ông Dũng ông cũng nói là ông không tin bùa ngải đó. Vậy đó là sao? Bà cho người đem mấy cái búp bê với là cái hình của bà đem vô trong cái nghĩa địa đó. Để sẵn đó. Xong cái bà nói với ông Dũng là bà đi coi bói rồi thầy bói rồi nói bà là người ta bà bị thư bị ếm vô trong nghĩa địa đó đi rồi sẽ thấy. Rồi ông nội giờ là vợ này đi vô trong nghĩa địa thấy cái con búp bê với lại cái gì đó. Búp bê đẹp không quý vị đó. Búp bê mặt ú hả? Búp bê mặt ú. Búp bê mặt tròn quay, hai con mắt lông lên sồng sọc, cái mũi như mũi két á. Búp bê đó đó. Búp bê mặt ra giường không? Mặt áo đầm rèm cửa. Búp bê mặt nguyên cái áo đầm rèm cửa, cái đầu dựng ngược lên, nguyên cái mái đụng tới trần nhà đó. Nằm ở trong cái ngôi mộ. Rồi ông Dũng về đập bà Tuyết như là đập mấy đứa con một trận nữa. Đó là hai lần là bà cho người đem búp bê vô trong đó. Rồi bà tự nói bà bị như vậy. Rồi bà mét với ông Dũng về đập bà. Thì cái câu chuyện mà ân quán còn lâu của ông Bình Diện kể y chang vậy đó. Rồi hai cái lần đó xong rồi là tanh bành luôn đó. Ông kể chuyện con dâu luôn đi. Con dâu hả? Con dâu con Dũng nó kêu tôi là con đỉ. Vậy cũng kể nữa. Vậy mà cũng leo lên kể đó quý vị. Để cho mấy cái quay xong thôi.
Giống như giống như sáng này, hồi sáng này quý vị, bà có một cái live stream, cái bà để cho người ta chờ một tiếng mấy, cái bà mới xuất hiện. Bà mới xuất hiện, bà nói là à, quý vị ơi, hôm nay là em rất là đúng giờ nha quý vị. Vậy đó. Bà cười lắm, để một tiếng mấy, một hình như là một tiếng hai phút gì đó, cái bà nói là bà rất đúng giờ. Xong cái bà nói hồi, cái bà nói là bà phản, là cái con phản động với con Nhâm Hoàng kia, với là Nhâm Hoàng Khang, nó nói tôi phản động như quý vị. Rồi có một cái con đó, nó là con Điệp, con đó tên là con Điệp. Mà cái YouTube của nó, YouTube nó là gì nhỉ? Cái gì nó chỉ Nhi nói là gì? Cái gì lão đại. À, lão đại Niu. Ờ, YouTube của nó là lão đại Niu. Thôi nó là con Điệp, nói với thằng Nhâm Hoàng Khang là đi report hết mấy cái YouTube với lại Facebook đó nghe quý vị. Mày đó, tụi bay là cái thứ phản động. Tân đâu rồi? Tân, mở lên coi nó nói gì. Cái Tân mở lên. Mở lên cái nghe cái giọng nghe, tôi nghe lão đại Niu, tôi tưởng chắc da già nào nó nói không. Một cái giọng phụ nữ cất lên. Oxy, oxy cái gì mà oxy? Làm cái gì? Mà mấy nghìn người trong đấy làm cái gì? Mày ăn mày xạo, mày láo à? Bao nhiêu nghìn người đấy đi đi, chú oxy đi. Thấy mày là cái gì? Mày là con cà phê à? Mày là quần quần à? Mày tắm đêm à? Dù, bà để cho nó chửi bà đâu. Sao lão đại mà giống Ma Sơn vui vẻ vậy? Cũng nhớ giống bác mà không có giống. Nhưng mà ai thở đời nào mà giống kia? Bác hả? À, Tân mở lên, Tân mở lên. Cái mở lên cái để cho người ta chửi mình đi, bao nhiêu người nghe. Có nghĩa là sao quý vị? Là bà biết hết, người ta chửi bà cuồn cuộn, chửi bà tắm đêm, kêu bà cà phê gì. Chửi hết rồi. Nói mày, à, là Phước Đức gì mày? Mày cuồn cuộn à? Mày tắm đêm à? Mày là cái con cà phê. Nghe nó nói trời đất ơi, gì kỳ vậy? Sao kêu Tân mở lên là chúng chửi mình. Mình mặc sore, mình ngồi nguyên cái sore vàng ghen ngồi đó. Mà để cho chúng chửi vậy. Tôi nói ủa, có nghĩa là cái bà này sao cái gì? Những cái người mà làm những cái nghề mà phong trần mưa gió bụi đời rồi đó, người ta không có ngại bị chửi. Đúng không? Ta đã nghe quen rồi. Những cái điều mà chửi mày đĩ, mày cuồn cuộn, mày tắm đêm, mày là con cà phê mày, ta nghe quen rồi. Cho nên đó chính là sao, là ta chai sạn với những cái chuyện mà chửi bới rồi. Cho nên quý vị thấy thái độ mà này không? Bao nhiêu người phản biện, bao nhiêu người chửi bả này, chửi bả nọ, nói bả lượm tà la. Mặc bả tính bơ, bả vẫn leo lên món ngồi bả xả, có nghĩa là bả bị miễn nhiễm với lại những cái lời mà chửi bới bả thế này nọ. Không nghĩa lý gì chứ quý vị. Còn mà một những cái người mà đàng hoàng, những cái người mà có trình độ, những cái người mà có trí thức, người ta nói nặng mình chút xíu thôi là mình đã coi như là mình đã xuống sang, mình biến mất tiêu rồi. Xong cái quý vị biết không, cái bà nói chứ nó hả, nó phản động, nó xúi tôi, nó nói gì, nó nói gì là kêu mấy con người, mấy ngàn con người ở trong Đại Nam ra khỏi Đại Nam. Mà cái bà kia thì bà nói vậy, bà nói là nó cái con 5L này đó, cái con 5L này ấy, nó làm ơn, nó làm phước mà do những cái thù hằn, những cái mối thù thâm căn, rồi nó làm phước trong những cái hận thù như thế. Thì phước có nghĩa lý gì? Nó lên nó kể, tôi mới bảo rằng ấy, ai mà ngửi oxy mà mắng nó rồi bây giờ nó đưa oxy cho mà thở, đừng có thở, mà đòi oxy của nhà nước, chứ oxy của nó biết xuất xứ từ đâu, nhập về từ đâu, trong đấy có cái gì, hít vào cho chết à? Nhưng mà nó chứa trong đấy, thế mà nó kể, nó chứa thì nó cho người ta trong đấy, rồi nó cứ oan thế, về ngay ra khỏi Đài Nam, làm gì trong đấy? Cái bà này bà nghe, cái bà nói là cái đó là phản động. Mấy ngàn con người này, nếu mà Phương Hằng tôi, Đại Nam tôi mà không mà không biết điều mà cho những cái người này đi đuổi người ta đi, thì người ta đi đâu, người ta về đâu quý vị?
bởi là như bởi chứa 3 ngàn người này vô gia cư vậy thưa quý vị. Cái vụ này là cách ly, người ta có nhà, nhưng bởi vì người ta F2, F3 mẹ gì đó, xong rồi cái mới rinh người ta vô chỗ đó để cách ly. Thì không cho người ta ở, người ta còn mừng cái mẹ, đâu có ai muốn cách ly, đúng không? Tại vì người ta bị bắt cách ly quý vị. Mừng thế mẹ, thả tôi đi về. Chứ bộ 3.000 người đó, bộ vô gia cư homeless sao mà. Nếu mà tôi thả ra người ta thì quý vị tưởng tượng đi. Tại vì tôi là làm phước, chứ nếu mà tôi không có chứa người ta, tôi mà nổi giận lên mà tôi cho người ta ra, người ta đi đâu, người ta về đâu hả quý vị? Chứ bà làm như người ta là homeless, là không nhà, ăn xin ngoài đường. Thả người ta ra cái người ta đi lang thang gì quý vị. Trời đất ơi, người ta bị cách ly có nghĩa là người ta trong gia đình người ta có một người bị, hay là người ta giao du, người ta nói chuyện với ai bị, đúng không? F23 cái mới cho người ta vô trong khu cách ly. Cái bà ra cái giọng điều là bà có phước, nhờ bà ta chấm thôi tài thả ta, cái ta đi lang thang. Xong rồi cái bọn đây có những cái mà biến cố xảy ra ở Bình Dương quý vị, đó là do cái thằng Trung Quốc Huy. Với lại quý vị biết không, đây Tân đọc đi con, cái thằng Võ Hoàng Yên cái gì, nó là một thằng phản động. Đây nè quý vị có biết không, nó đưa ra những cái kinh Phật ha, rồi xong rồi những cái gọi là ám hiệu hay vô quý vị, ám hiệu như những cái mật khẩu như quý vị. Xong cái tôi nói ủ để coi cái mật khẩu gì mà ghê vậy ta, rồi bật lên đi con, bật lên cái tôi cũng theo, tôi coi cái này là bật lên cái gì, con bật lên à, có bật lên, tôi nói chết cha rồi, này tìm đâu ra cái này á, là những cái mà mật như quý vị, ở trong Tịnh Độ Cư Sĩ mật, nó viết cho 40.000 tín đồ của nó đứng lên lật đổ như quý vị, nhưng mà mật bí mật lắm, trong đó người ta đưa ra cho tôi, có nghĩa là sao quý vị, bà vẫn còn điên cùng với cha này, bà cho người theo dõi cha này coi ở đâu làm gì, viết những cái gì, ra những cái gì đều nộp lên cho bà. Bây giờ cái mật với quý vị đây nè, mặc dù nó bị đuổi khỏi Tịnh Độ Cư Sĩ rồi, nhưng mà đó nó vẫn còn hoạt động với quý vị. Cái tôi coi nó là cái gì, nó chết cha rồi, cái này mật mình tìm đâu ra trời, rốt cuộc tìm cũng ra đâu gì, là do bà sao. Tân mời Tân, mời Tân đọc. Xong cái Tân đọc. Trước khi mời Tân đọc này thì mời Tân đọc vụ kia, mời Tân. Nè, vừa mới đây Phó Thủ tướng có vừa tuyên bố đó quý vị. Tân mở Phó Thủ tướng. Cái Tân mở Phó Thủ tướng, tôi nói ủa tại sao mà cái gì mà quan trọng như vậy, cái gì mà Phó Thủ tướng nói gì ta. Cái Phó Thủ tướng lên đây, bây giờ dịch bệnh đang nghiêm trọng, bây giờ chúng ta đây là rất cần oxy, cho nên là phải có oxy đánh lùi được bệnh, rồi cán bộ công nhân viên phường xã phải là cách ly, không cho người bệnh F0 F1 tiếp xúc với nhau thì sẽ đẩy lùi đấy, và phương cách mà chữa trị là cần oxy. Không có cái chữ oxy nào của Đại Nam hết trơn á. Thì mình thôi đó. Bạn nghe được cái chữ oxy đó cái lần mà Tân mở lên thì tôi nghe cái ông đọc cái đó, quý vị thấy không? Oxy là phải cần oxy. Coi như là 10.000 gì đó, 10.000 tỷ cũng không có được đúng không? Ngàn tỷ không có. 15 triệu liều vaccine cũng không có. 17 tỷ cũng vô mà nghiên phân phát cho người dân cũng không có. 500 triệu của Hoàng Khang cũng không có. Rồi găng tay cũng không có gì hết. Cái bây giờ cái có được mấy cái âm đọc thì tôi đọc không ra. Anh về sớm 6:15 anh về. Thêm 15 phút nữa. Phải không? Bao nhiêu phút nữa? Nửa tiếng nữa. Còn sớm. Còn 4:00 mấy. Thì vì có cái chữ oxy đấy, các bạn lụm vô. À cái đó không là bỏ quang, cái vụ oxy của bạn là 50.000 lít chữa được cho 200.000 người đó. 50.000 lít hay là 50.000 bình oxy vậy? 50.000 bình. 50.000 bình, ông biết nó nhiều không? Ông biết cái bình oxy của bên Việt Nam nó bự cao ngang tôi mình biết, vậy nè. Mà còn cái bình ở đây thì nó nhỏ đúng không? Mà coi như là cái đó gọi là cứu cánh. Để ở đâu? Để. Ủa ta tự nhiên đang nói chuyện bỏ đi đâu vậy? Bỏ đi là tại sao quý vị? Tại sao Dũng thắc mắc? Tại vì Dũng đang làm cái nghiên cứu đó.
cái một người mà uống những cái ly nước xong rồi cầm cự được bao lâu. Cho nên nó trước khi vô talk show là phải đi tè, xong rồi xong rồi nín được bao lâu nè. Cho nên khi mà thấy này đứng lên khi em hỏi liền, tại vì cái bà kia bà nói 5 tiếng bà không đi đái thì quý vị thì mới biết là cái sức của bà là cái sức của bà là cái sức của Hà Bá Ma Gia rồi đó, nó dựa. Cho nên những cái người như vậy, người ta có cái sức thần kỳ, người ta đánh, người ta vật, người ta dãy đành đạch, người ta múa may, rồi xong người ta xuyên dao cổ họng, người ta bẻ lọi tai lọi vào tùm tà la chứ, người ta không biết là lúc có người dựa. Cho nên bà ngồi bà chửi ra rã, như là bùa ngải nó dựa, bà chửi ra rã là 5 tiếng đồng hồ không đi đái, không đau bụng, không đi xả bầu tâm sự, không có đi xả nước cứu thân gì chứ quý vị. Cho nên thì nghiên cứu liền, ngày này nó đứng lên nó đi đâu, bộ nó đi order, biết order gì mà đi thẳng ra làm sao, là đi đái, coi như là cái thận, đúng không quý vị? Đó, thấy chưa, mới có một tiếng mấy à, là uống nước, là cái tâm sinh lý cho ta bình thường, là phải đi đái, có nghĩa là không có ai dựa. Để che lại, tôi nghiêng qua bên để tôi che không tự trong đất rung bước ra. Tại vì cái này mình sống thật mà. À, sống thật. Ừ. Tại vì tôi nói cái bà kia đó. Hả? Qua tay chi? Tức là ông muốn đi tè. À. Nhưng mà ông mắc cỡ, ông là bộn, ông phải nói là mua cái ông order. Cái ông order món khoai tây chiên. À. Cái sẵn nó không đi luôn, không quay lại đúng không? Ừ. À. Thì tôi nói là ông là con người bình thường. À. Thế là mình ngồi chừng lát nửa tiếng, tiếng, 2 tiếng mình phải đi tè. Đúng rồi. Còn ba cái bóng ngồi bá chửi 5 tiếng. Không đái, không nghĩa, không gì hết luôn. Người ta nói bật mặt tả đó. Mặt tả. Là lát nữa đó, hay chỉ cái mông hơi bự thôi. Tự nói tới đâu ta? Xong rồi cái bình luận tôi phải nghiên, tôi phải tò mò tôi phải nghiên cứu chứ, đúng không? Ok, cái chuyện mà không đi là bình thường. Ừ. Đó, rồi cái xong cái ba cái bắt đầu cái bả lăn xê cái vụ oxy của bả. À. oxy rồi xong rồi chửi người này phản động thì bà này bả rất là muốn được đăng báo như quý vị thấy chưa. Thằng Đơm đó, nó cho có 1.8 tỷ mà 8 tờ báo đăng. Còn trong khi tôi sống vì cộng đồng, tôi yêu dân yêu nước, tôi là người kiến quốc, tôi cho hết lợi nhuận, không tờ báo nào đăng. Đăng tôi đi. Trời ơi, bà nói là gì, ai báo nào mà đăng nữa. Đúng không? Phải để người ta tự nhiên ta đăng. Còn có muốn báo đăng thì cũng phải nói nhỏ. Đăng chị đi cưng. Nhờ chị cho mỗi đứa 5 triệu, 10 triệu đăng chị đi. Đúng không quý vị? Đăng Phương Hằng tôi đi nhá, rồi xong rồi tôi cho coi hình tắm đêm, đăng hình tôi đi, rồi xong rồi tôi FaceTime nhá, đăng nha. Ờ thì người ta còn đăng mà tự nhiên ngồi trên đây chửi người ta, sao ta đăng, báo nào dám đăng. Ví dụ người ta đăng y chang giống như là bị mẹ này chửi cái đăng vậy đó, đúng không quý vị? Đúng không tự nhiên thằng Mít, thằng Đơm á, nó cho con 1.8 tỷ đâu có nhiêu đâu, 8 tờ báo đăng nó. Trong khi vợ chồng tôi một đời làm việc thiện, cho của cải, bao nhiêu lợi nhuận cũng cho, vậy mà không một tờ báo nào đăng. Sẽ thấm đăng tôi đi, đăng một lần thử coi. Tôi nói chồng con mẹ này hám danh như vậy trời, xuất hiện ra rã ở trên YouTube này, không biết mặt biết tên thôi mà còn phải báo đăng nữa đúng không quý vị? Nhưng mà nếu mà quý vị á, mà vô Phương Hằng tôi đó, vô trong YouTube Phương Hằng thì sẽ thấy là bả chung tiền cho một cái tờ báo gọi là báo mới. Ừ. Gì cũng đăng hết trơn á. Đúng rồi, cái tờ báo mới cái gì báo mới bên Đức hay gì đó. Ừ, chung tiền là đăng à. À, chung tiền đăng chữ vi quanh, đăng chữ này mà đúng cái tờ báo mới đó thôi. Ừ. Còn tất mà cái báo đó bên Đức kia bên đâu đó. Còn tất cả các cái báo bên Việt Nam không báo nào đăng hết trơn á. Ừ. Cho nên bả quốc ức quá. Đăng tôi đi. Đăng tôi đi. Ừ. Tại sao 8 tờ báo đăng nó? Nó cho có 1.8 tỷ mà. Chứ với tôi cho biết bao nhiêu mà không đăng. Ủa bà có cho đăng, có cho gì đâu đăng. Ừ. Giờ không lẽ đăng
bà Phương Hằng hứa cho 18 triệu, 15 triệu liều vaccine tới giờ vẫn không có. Đăng vậy đi bà chịu không? Bà Phương Hằng hứa cho 1.000 tỷ tới giờ cũng không bán được hết, không thấy cho. Bà Phương Hằng nhận của 500 triệu của Nhâm Hoàng Khang tới giờ cũng chưa cho. Đăng vậy đó bà chịu không? Ừ. Đúng không? Ừ. Rồi, về trả lại cái vụ mà tài liệu mật nha, tài liệu mật của Võ Hoàng Yến như cái gì? Tài liệu mật. Nó đúng cái gì? Nó bị đuổi ra khỏi Tịnh Độ Tư Sĩ rồi. Coi như là cái những cái show của tôi em là show kể chuyện. Người ta đó trời, người ta nghe ba không nổi đâu quý vị. Dũng nghe không nổi. Tôi nghe không nổi. Tôi nghe cái đoạn nào đó ai gửi gì đó xong cái tôi nghe. Thì coi như là phải thương chứ quý vị, phải thương tôi chứ quý vị. Để tôi chịu đựng tôi nghe chứ quý vị, để lên tôi kể cho quý vị nghe đó. Chịu có thiệt nha quý vị.